Hướng dẫn tự bốc bát hương lập bàn thờ mới khi nhập trạch vào nhà mới, đầy đủ và chính xác nhất. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Phong thủy Gia Cát. Quý vị thân mến, thủ tục bốc bát hương sao cho đúng cách rất quan trọng. Đặc biệt, những ai đang có nhu cầu chuyển sang nhà mới thì cần phải đặc biệt nắm rõ yếu tố này, giúp mang lại sự bình an, may mắn, sức khỏe cho các thành viên trong gia đình. Như chúng ta đã biết, bát hương cũng chính là sợi dây để liên kết giữa cõi dương và cõi âm. Đây cũng là nơi linh khí mà người bề trên có thể nương tựa vào mỗi khi muốn quay lại thăm con cháu của mình. Cho nên việc bốc bát hương cũng cần phải chú ý đến các nguyên tắc nhất định. Điều này giúp không phạm vào các điều đại kỵ, tội thất kính với người bề trên. Ngày hôm nay được sự tư vấn của thầy Gia Cát cùng với các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt, Phong thủy Gia Cát sẽ hướng dẫn cho quý vị và các bạn quy trình tự bốc bát hương, lập ban thờ chuẩn phong thủy khi nhập trạch vào nhà mới hoặc lập lại bát hương cho linh thiêng. Bát hương chính là nơi thông linh giữa con người với đấng tối cao. Làm đúng thì mọi việc sẽ được hanh thông thuận lợi, linh thiêng trong việc thờ cúng. Và nếu không biết làm sai, vi phạm vào những điều cấm kỵ trong tâm linh thì sẽ nguy hiểm vô cùng. Nhẹ thì bị thần linh của trách và nặng thì sẽ ảnh hưởng đến tài lộc, gia đạo, công việc sẽ tụt dốc không phanh, thậm chí là tán gia, bại sản và mất mạng. Hy vọng rằng cách bốc bát hương dưới đây sẽ giúp cho tất cả quý vị chúng ta nắm được vấn đề tâm linh. Để quý vị yên tâm hơn trong những vấn đề thờ cúng, trong quá trình bốc bát hương, lập ban thờ, có điều gì cần tư vấn, quý vị hãy liên hệ trực tiếp với thầy Gia Cát theo số hotline để được tư vấn chi tiết quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin mời tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng theo dõi nội dung chi tiết. Để bốc được một bát hương chuẩn và linh thiêng thì khâu chuẩn bị trước là điều vô cùng quan trọng. Các cụ nhà ta có câu, đầu xuôi thì đuôi lọt. Vậy nên để chuẩn bị bốc bát hương khi nhập trạch vào nhà mới hoặc lập lại bát hương, ta cần phải chuẩn bị những thứ sau. 1. Đổ lễ. Lập bàn thờ về nhà mới để nghênh đón thần linh và gia tiên về phù trợ cho gia đình, nên việc sắm sửa đổ lễ cũng hết sức quan trọng. Để việc lập bàn thờ được chỉn chu và chính xác, hôm nay Phong thủy Gia Cát sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn những đổ lễ để lập bàn thờ khi nhập trạch về nhà mới cần phải có những lễ vật sau. Gà luộc 1 con, 1 đĩa thịt quay hoặc thịt luộc, 1 đĩa bánh bao chay, 5 hoặc 15 chiếc, 1 đĩa chè, thuốc, trầu cau, 1 mâm cơm, canh, xôi 2 đĩa, 2 đĩa hoa quả, mỗi đĩa 5 hoặc 15 quả, bánh kẹo, rượu, 1 đĩa gạo, 1 đĩa muối, hoa, 5 bông hoặc 15 bông nên sử dụng số bông lẻ, 1 đèn dầu cộng 2 cốc nến hoặc cây nến. Đồ mã bao gồm có 1 quần áo mũ ngựa thần linh to, 5 quần áo mũ ngựa ngũ phương, 5 đinh tiền vàng, bộ quần áo ông bà, tiền chủ hậu chủ, 2 vàng hoa đỏ đại, 2 vàng ngũ phương, 3 tập tiền tào quan. Ngoài ra quý vị và các bạn cũng cần phải chuẩn bị thêm hương, chuông lệch, chuông hiệu nếu có. Sau khi chuẩn bị đồ lễ xong, chúng ta cần phải chuẩn bị đồ để bốc bát hương. Theo thầy Gia Cát cùng với các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt, để bốc được bát hương có linh khí tốt, cần phải chuẩn bị những vật phẩm như sau. 1. Bát hương. Tùy vào nhu cầu mà chúng ta có thể sử dụng các loại bát hương gồm sứ, đồng. Nhưng quý vị cũng cần phải lưu ý về mặt nguyệt bát hương phải đúng phong thủy. 2. Thất bảo. Một trong những điều quan trọng nhất để quyết định bát hương có linh khí hay không, khi bốc bát hương nhất định phải có thất bảo. Thất bảo là 7 bảo vật của nhân gian, bao gồm những thứ quý giá nhất. Đây cũng là những vật phẩm được cúng dường cho Đức Phật khi Ngài giáng thế. Thất bảo bao gồm vàng, bạc, mã não, san hô đỏ, ngọc trai, hổ phách, ngọc phỉ thúy. Ngoài ra thất bảo còn chứa đựng sợi chỉ ngũ sắc để điều hòa ngũ hành trong bát hương. 3. Tờ di hiệu là giấy màu vàng, dùng để ghi tên cho bát hương, nhờ có tờ di hiệu mà biết được bát hương đó ai thờ và thờ ai. 4. Trang kim. Giấy được tráng một lớp vàng, dùng để gói thất bảo, bảo vệ thất bảo không bị cháy khi bát hương hóa, cũng như lưu giữ linh khí của thất bảo, giúp cho bát hương được linh thiêng hơn. 5. Ngũ vị hương là tổng hợp của những loại thảo mộc quý như quế, hồi, hoàng đàn, trầm, sử dụng để tẩy uế và làm cho bát hương thơm tho, sạch sẽ hơn. 6. Cho nếp. Dùng để bốc lại bát hương, không nên sử dụng cát để bốc. 7. Vàng thần tài, gạo thần tài. Sử dụng
để kích tài cho bát hương, trong khi bốc bát hương và sử dụng trầm để xông khói cho bát hương không bị hóa. 8. Trầm. Sau khi bốc bát hương xong, sử dụng trầm để xông khí tẩy uế cho bát hương, giúp cho bát hương sạch sẽ và thơm tho hơn trước khi làm lễ. Các bước chuẩn bị bốc bát hương khi nhập trạch vào nhà mới hoặc lập lại bàn thờ. Sau khi chọn được ngày giờ đẹp để tiến hành nhập trạch hoặc bốc bát hương lập lại bàn thờ, chúng ta tiến hành bốc bát hương. Về ngày đẹp, quý vị liên hệ trực tiếp hotline của Phong thủy Gia Cát để được tư vấn quy trình bốc bát hương như sau. Bước 1. Chuẩn bị. Sử dụng bộ bốc bát hương hay bộ bốc bát nhang mà Phong thủy Gia Cát đã hướng dẫn ở trên. Tiếp theo, giữ thân thanh tịnh trước 3 đến 5 ngày đến khi bốc bát hương lập ban thờ. Lấy 1/3 gói bột ngũ vị hương ngâm với 1 lít rượu trắng gọi là rượu ngũ vị. Bước 2. Trộn cho. Đầu tiên chúng ta phải tắm rửa sạch sẽ và dùng rượu trắng để rửa tay trước khi tiến hành bốc bát hương. Tiếp theo, sàng cho để loại bỏ các tạp chất và rác trong cho. Tiếp theo nữa, chia gói gạo vàng thành 3 phần bằng nhau và cuối cùng trải ra một tờ giấy hoặc khay sạch cho phần cho sạch và bột ngũ vị hương, 1/3 gói gạo vàng thần tài rồi trộn đều với nhau. 3. Bao sái. Bát hương hoặc lư nhang rửa sạch, lau hoặc để khô. Sau đó dùng rượu ngũ vị hương để lắng lấy phần rượu trong và thấm vào khăn mới. Lau bao sái hay còn gọi là bát hương để tẩy khí, vừa lau vừa đọc thần chú làm sạch pháp giới. Án Lam Xoa Ha 7 lần để bát hương khô tự nhiên. Sau đó bao sái có nghĩa là lau bàn thờ và các vật dụng thờ cúng. Bước 4. Viết thờ dị hiệu. Tờ dị hiệu đặt trong hộp thất bảo. Bát nhang thờ thần linh, ghi dòng chữ Thành Hoàng Bản Thổ Thần Linh Thổ Địa Chư Vị Tôn Thần. Bát nhang thờ gia tiên đối với miền Bắc, ghi Hội đồng gia tiên họ 3. Chư vị chân linh, trong đó 3. Ghi họ của dòng họ nhà mình. Bát nhang thờ gia tiên đối với khu vực miền Nam, ghi Cửu Huyền Thất Tổ họ 3. Chư vị chân linh. Bát bà cô ông Mãnh, ghi Hội đồng bà cô ông Mãnh họ 3. Chư vị chân linh. Bát thần tài, ghi Ngũ phương ngũ thổ long thần, tiền hậu địa chủ tài thần. Bát quan âm, ghi Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Bát ông Táo, ghi Đông Trù Tư Mệnh Táo Phủ Thần Quân. Phật Di Lặc, ghi Đức Phật Di Lặc tài thần. Bước 5. Bốc bát hương có nghĩa là bát nhang. Trong lúc bốc bát hương, bát nhang, tâm niệm thành tâm, ý niệm thành ý, thần niệm thành thần, tâm ý thần hợp nhất. Bát hương này thờ ai và mong cầu điều gì có thể lẩm nhẩm trong miệng hoặc nói trong tâm. Nếu không thì đọc thành thần chú, Om Mani Padme Hum. Bước 1. Sàng cho. Chuẩn bị ngũ vị hương thất bảo, trầm, gạo vàng thần tài, di hiệu, bật lửa, hương. Bước 2. Sau khi sàng lọc cho nếp sạch sẽ, chúng ta tiến hành trộn cho với ngũ vị hương. Trong quá trình trộn cho nếp với ngũ vị hương, tâm ý phải hợp nhất, toàn tâm toàn ý nghĩ về việc bốc bát hương, khi đó bát hương mới linh ứng, ngoài ra phải đọc ngũ bộ chú. Trong quá trình trộn cho nếp như hướng dẫn mà Thầy Gia Cát và Phong thủy Gia Cát đã có hướng dẫn gửi kèm trong bộ thất bảo. Sau khi trộn cho bếp, đều với ngũ vị hương, cho nếp từ màu đen tuyền chuyển sang có ánh vàng của bột ngũ vị hương và có hương thơm dễ chịu. Trộn đều cho nếp với ngũ vị hương xong, ta chuyển sang bước tiếp theo. Bước 3. Gói thất bảo. Trong bộ cốt thất bảo mà Phong thủy Gia Cát gửi cho các bạn có kèm theo 2 tờ di hiệu và tờ giấy trang kim, 1 nụ trầm để xông bát hương. Quý vị và các bạn phải bóc gói thất bảo ra, lấy tờ di hiệu ghi tên bát hương thờ ai, như hướng dẫn của Phong thủy Gia Cát đã gửi kèm trong gói thất bảo. Sau đó gấp gói thất bảo lại, đặt vào mặt sau của tờ di hiệu, gấp tờ di hiệu làm 3 theo chiều ngang. Sau đó gấp đều theo chiều dọc của tờ di hiệu từ dưới lên trên. Gấp xong tờ di hiệu, chúng ta lấy tờ giấy trang kim đặt ngược lên bàn, đặt tờ di hiệu đã gói thất bảo vào, sau đó gấp sao cho vuông vắn đẹp đẽ. Khi đã gấp xong, ta chuyển sang bước tiếp theo. Bước 4. Khi đã bao sái, có nghĩa là lau tẩy uế bát hương sạch sẽ bằng rượu ngũ vị hương hoặc rượu gừng.
ta đặt bát hương lên trên bàn sạch và tiến hành bốc bát hương. Đầu tiên chúng ta rắc một ít gạo vàng thần tài xuống đáy bát hương khoảng 1/3 gói. Tiếp theo, chúng ta đặt gói thất bảo vào chính giữa bát hương, sao cho đầu dưới của thất bảo hướng về mặt nguyệt bát hương. Đặt xong thất bảo, ta tiến hành bốc từng bốc cho nếp vào trong bát hương. Khi cho nếp khoảng đến một nửa bát hương, ta dừng lại và rắc tiếp 1/3 gói gạo vàng của thần tài đều lên trên mặt cho nếp. Tiếp đến, lại bốc cho vào bát hương. Khi cho nếp đến miệng bát hương thì lại tiếp tục rắc số gạo vàng còn lại vào trong bát hương. Lưu ý, ở giữa bát hương nên rắc gạo vàng thần tài nhiều hơn những chỗ khác để khi đặt cây trầm lên xong, bát hương không bị hóa, cắm hương sẽ bị đổ, gây nên sự lo sợ cho gia chủ. Để tránh việc này, chúng ta cần phải rắc gạo vàng thần tài nhiều hơn ở giữa để khi xông trầm xong, không bị hóa bát hương. Sau khi rắc gạo vàng thần tài hết, ta chuyển sang bước tiếp theo. Bước 5. Vệ sinh sạch sẽ bát hương và xông trầm tẩy uế cho bát hương. Trong quá trình bốc bát hương cho nếp có thể làm bẩn bát hương, quý vị và các bạn hãy dùng khăn sạch, sử dụng nước ngũ vị hương hoặc rượu gừng lau lại toàn bộ bát hương. Sau khi lau chùi sạch sẽ bát hương, đặt bát hương lên trên bàn sạch sẽ, nên dùng vải đỏ làm khăn trải bàn. Để nụ trầm mà phong thủy gia cát, gửi trong hộp thất bảo vào chính giữa bát hương để xông khí tẩy uế cho bát hương. Đợi cho nụ trầm cháy hết, ta tiến hành dâng bát hương lên ban thờ và cắm hương. Dâng bát hương lên bàn thờ gia đình. Sau khi đã hoàn thành các thủ tục bốc bát hương, thì gia chủ có thể là người đại diện cho gia đình hoặc dòng họ tiến hành đặt bát hương lên trên bàn thờ, cầu khẩn để xin phép các chư thần Phật được thờ cúng tại gia. Mời các cụ gia tiên được về nhà để thờ phụng nhang đèn, thực hiện thắp nén nhang đầu tiên với lòng thành kính tổ tiên thần Phật sau khi đã sắp xếp các vật phẩm thờ cúng, di ảnh thờ, bài vị và tượng thờ. Thủ tục bốc bát hương gia tiên mới. Trong trường hợp bạn thấy bát hương cũ đã có sự xuống cấp, hư hỏng hay chỉ đơn giản là muốn thay thế chúng cho khang trang hơn, để khi nhìn vào tổng thể bàn thờ được bắt mắt hơn đều được hết. So với thủ tục bốc bát hương khi vào nhà mới, thì bốc bát hương gia tiên mới sẽ có một chút khác biệt. Vậy bạn có thể áp dụng ngay một số bước hướng dẫn ở dưới đây sẽ rất hữu ích cho mà xem. 1. Lấy bát hương cũ xuống. Khi đã thực hiện việc cúng bái xong, các bạn có thể tiến hành đến công đoạn rút chân nhang và lấy bát hương cũ xuống. Tiếp đến, sẽ lấy cốt bát hương ra, phân loại sạch sẽ sau đó mới đem đi vứt. Theo các lời đồn thì bát hương cũ nên bỏ xuống sông hoặc là dưới gốc cây, bỏ trên chùa, nhưng tất cả đều không có căn cứ. Và tốt nhất là bạn hãy đem đập nhỏ ra, mang đi chôn cất dưới lòng đất. Tiếp theo, thay bát hương mới. Quy trình thay bát hương mới cũng tương tự giống như thay bát hương về nhà mới như trên, không có sự khác nhau quá nhiều. Cho nên các gia chủ chỉ cần thực hiện theo đúng các bước thì mọi chuyện sẽ ổn thỏa, đúng với tục lệ văn hóa tâm linh của người Việt Nam chúng ta từ bao đời nay. Một số vấn đề liên quan đến việc thay bốc bát hương. Chắc hẳn trong chúng ta không phải ai cũng hiểu rõ về việc bốc bát hương đúng không nào, cho nên không thể nào tránh khỏi những sai sót có thể xảy ra trong quá trình thực hiện bốc bát hương về nhà mới hay là thay bát hương. Nếu lỡ xảy ra sai sót nghiêm trọng có thể làm ảnh hưởng trực tiếp đến toàn bộ không gian bàn thờ, cũng khiến cho các vị thần linh tổ tiên không được hài lòng. Vậy ngoài các thủ tục bốc bát hương được giới thiệu một cách tỉ mỉ như trên, thì tốt nhất các gia chủ cũng nên tìm hiểu rõ thêm về một số vấn đề như sau. 1. Đối tượng được phép bốc bát hương trong gia đình. Có thể khẳng định một điều rằng, việc bốc bát hương là một việc quan trọng, cho nên gia chủ hay là người đại diện trong gia đình có vai vế cao nhất nên thực hiện, đó có thể là ông nội, ông ngoại. Nếu còn tại dương, sẽ được giảm dần theo bậc kế vị. Đối với các cặp vợ chồng đã ra ở riêng thì sẽ nhờ đến sự giúp đỡ của cha mẹ hai bên để tiến hành làm lễ, bởi theo quan niệm tâm linh thì đôi vợ chồng trẻ thường sẽ chưa hiểu về sự đời nhiều, nên việc quan trọng như là mâm cỗ, cất nóc xây nhà, động thổ sẽ do người lớn tuổi nhất đứng ra làm hộ. Có như vậy thì cuộc sống gia đình về sau mới trở nên bình ổn, yên thấm, như cách thâm trầm, nhẫn nại của người đã qua, bể dâu cuộc đời, chứ không bốc đồng như tuổi trẻ. Vấn đề thứ hai, có cần nhờ thầy cúng để bốc bát hương hay không? Việc nhờ đến các thầy cúng để thực hiện các thủ tục bốc bát hương cho gia đình cũng là một việc làm tốt. Để tìm ra một người thầy cúng vừa sống có đạo, có tâm rất khó, thay vào đó, vì đồng tiền, người thầy cúng trong thị trường sẽ bày vẽ nên các chiêu trò,
khiến cho gia chủ bị mất tiền đủ thứ vào trong các yêu sách của các thầy cúng dởm. Cho nên tốt nhất, gia đình bạn hãy tìm hiểu thật kỹ càng về các thủ tục cúng hay là các thủ tục bốc bát hương chuẩn nhất để có thể tự tay làm chúng, bởi thầy cúng cũng chỉ là người làm giúp và hiểu một cách nôm na nhất là ông phiên dịch, đúng nghĩa. Cho nên nếu bạn trực tiếp làm sẽ diễn đạt được cái tâm lớn, sự hiếu kính của gia đình mình đến những người bề trên cũng như tổ tiên. Vấn đề tiếp theo, vị trí đặt để bát hương trong phong thủy. Các gia chủ nên lựa chọn được một vị trí đặt phù hợp. Tại đây, tập hợp thêm nhiều năng lượng của tâm ứng xung quanh để góp phần tạo thành một thế vững chãi nằm ngay trên gian thờ. Hãy cố gắng đặt bát hương sao cho nằm tại vị trí trung tâm, cách tường từ 15cm là vừa đủ. Nếu gian thờ gia tiên có 3 bát hương thì chúng ta phải đặt song song với nhau để tạo thành một đường thẳng tắp. Bên cạnh đó, cố gắng chọn lựa bát hương cũng như chân đế của bát hương sao cho phù hợp nhất. Điều này sẽ tránh che khuất đi các vật phẩm nằm trên bàn thờ. Thưa quý vị, trên đây là một số thông tin chính về vấn đề thủ tục bốc bát hương để các bạn cùng tham khảo trước khi tiến hành. Mong rằng chúng sẽ trang bị thêm cho các bạn những kiến thức bổ trợ, nhất là về vấn đề thờ cúng tâm linh. Đây là một vấn đề quan trọng nên không thực hiện một cách sơ sài qua loa đối phó mà hãy làm bằng cái tâm của mình gửi đến cho các vị thần linh tổ tiên quý vị nhé. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung lần sau.